À rồi rồi, hiểu hiểu hiểu. Ồ má, hay không? Ok, hiểu 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 hiểu. Đu xuống được 2 hợp 2 các bạn. Ừ, nó có mô hình hết bạn rồi, uống má ghê vậy. Đúng rồi, đá 2 bây giờ thành 7 nhiều hơn. Đá 2 á, mà trừ đi cái tiền mua cái hộp ở trên chợ thì nữa vẫn lời gấp đôi. Slam, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tính sau khi trừ luôn cái giá hộp luôn nha. Tại vì anh em biết là tụi nó đang tìm vật phẩm gì, nó chưa có để ý năng lượng lắm đâu. Rồi, đủ má, những sau livestream này hồi bảo xóa livestream luôn. Má xóa là chim luôn, lỗ hổng kinh tế, game fix á. Các video clip của đoạn này tự nhiên nó nhảy sang mấy chục phút. Anh em đang record rồi, anh em coi chim của bạn record lại rồi. Ẩu rồi, khó rồi. Anh em nào đang coi live chim của Bở nhớ để riêng mình thôi nha. Đúng rồi. Nhớ like và subscribe nha anh em. Có gì hết anh em. Anh quen không mà, đâu có gì đâu lạ nha. Nhớ like và subscribe nha. Để riêng mình thôi. Nồi cơm á, nồi cơm á. Nồi cơm nó có chén cơm ở trong đó, bạn hiểu không? Cơm gạo á. Có gì hết đấy, có gì hết đấy. Gì không để... gì đâu nha anh em, nãy giờ tôi bịa thôi chứ không có gì hết trơn á. Ừ, tôi nói chuyện vui vui thôi à. Chứ không làm lời hơn nào đâu. Em tính làm gì đấy. Game anh em có gì anh em xả hết đi nha. Để giữ. Game lời hơn thì nó làm game chi nữa anh em, game phải cân bằng chứ. Rồi, đúng rồi. Không có phép rồi đó. Má là không kinh tế mà, đi chim cái này là chết rồi. Chơi cái gì hết. Lỗ hổng kinh tế này là do người chơi tạo ra chứ không phải là do dev nên là mình tự. Đúng rồi. Nhưng mà vá lại liền, kiểu này thế nào cũng vá lại liền. Nãy giờ nói chung anh em là nói là chế cục Samba lời hơn, anh em chế cục Samba đi. Không, nãy giờ anh em là tiểu phẩm thôi. Ừ. Anh em chỉ biết là tiểu phẩm thôi nha. Đừng làm không nên áp dụng tại nhà nha. Không nên áp dụng tại nhà nha. Ô, mà giờ thì ý là cứ được giá thì bán hết đi, tại tôi cũng còn nhiều cái cục và cái bình năng lượng tặng mà. Tướng nha. Còn 6 bình. Má thiệt luôn á. Má 6 bình đúng hả mày? Đúng rồi. Tôi đã phải trả giá rất là nhiều. Vậy chế tiếp cục slam. Đó, đúng không? Cuối cùng là phở còn được cục slam á, phở. Ok, hiểu 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 hiểu. Không còn nào chịu trả đó, rất là nhiều. Cứu gì đây? Cứu gì đây? Cứu gì nào? Để coi activity rồi tính ra là cái cục 2 này cục 2 này thanh khoản cũng có. Ừ, tại vì nó cũng bây giờ cũng cày chay lên mà chứ nạp thì anh nó lên cao lắm rồi. Anh em làm gì lấy cục 2 đấy? Sao bạn? Làm gì để lấy cục 2? Mình mấy cái nguyên liệu level 2, level 1 á ép lên xong rồi lại có công thức ép lên level 2 nữa. Nè bạn coi stream mình đi. Thấy không? Đó. Nè level 1 này thấy không? Chế hai cục này. Rồi xong rồi qua level 2 nữa, chế một cục level 2. Đó. Là bán cục level 2. Đúng rồi. Một cục level 3 nhiêu ta? Không có cục level 3 đúng không? Bạn phải học. Dạ. Yeah. Bán cục 2 là gì? Bán cục level 3 lợi hơn không ta? Nãy giờ quên á. Đánh thử. À bán cục này lợi hơn. Level 3 nè. Lợi hơn gì đúng không? Cái vấn đề đang có ở đây á là bởi vì cái reward của trong cái Yugen á, nó cho cái reward của map 1 á là hai cục 1, ba cái nguyên hai cái nguyên liệu 1. Nên là mình chế theo kiểu đó thì mình sẽ lợi hơn về cái mặt chính xác, đúng nguyên liệu. Vậy thôi. Chính xác. Nó là như thế. Nè nè, giờ cục level 2 ấy, cục level 3 lời nha. Lời nha. Nhưng mà thôi. Nguyên liệu ông không có. Đúng rồi, nguyên liệu không có. Thì như vậy ông chế slam thì từ nha. À, bây giờ hai cục này là nhiêu? Hai cục này nãy tôi bán là 8 ron. Từ. Hai cục này đang là 8 ron đúng không? Là 26 đồng là hai cục đúng không? Ờ. Rồi qua level 3 lại nè. Từ level 3 nè. 26 đồng anh em nha. Thêm nguyên liệu 3 thôi. Thôi. Thêm nguyên liệu 3 mà lỗ không? Tại kia bán kia 26 đồng mà nó cực mà. Lỗ hơn á phải. Đúng rồi, lỗ hơn nhiều chứ. Lỗ
anh em cứ sau cái live stream này thì đủ má mọi thứ nó lại trở về như cũ rồi. Không có đâu ông. Hiện tại là đúng ở cái móc 2 thôi bảo chứ không hơn được. Ừ. Tại vì cái anh em phải tính đa số người chơi đang ở vòng mấy mức mấy nữa. Chính xác, đúng rồi. Nhìn thị trường đi. Đúng rồi, anh em cứ đưa tiền cho mình đi, mình chơi cho. Này tiểu phẩm nha anh em. Này tiểu phẩm nha, nghe tin nha. 101-555-0109 Vietcombank. Dễ có cần đóng hộp không ta? Không, hình như không biết luôn á. Dễ có, dễ đóng hộp. Không, dễ đóng hộp, quên. Thỏ như là nó bán tất cả mọi thứ trong game luôn rồi anh em. Dễ không đóng hộp nhưng mà tốn. Nói tới cái gì bán là nó biết rồi. Đóng hộp nha, dễ đóng hộp nha, đủ. Thầy rồi, thầy vậy là chết rồi, đủ. Có đóng hộp. Đưa lên không đóng hộp á. Đưa giấy gì, giấy giò hay giấy gì? Giấy gì mới được á. Giấy giò đúng không? 0.3 thì là nhiêu? 0.5, ủa? Ê lưu 3 tính ra lỗ nha, bên đường nó bị lỗ từ mặt hộp cho tới mặt vũ khí viên đá hơn quá. Bán lên 1 thấy rồi, đồ lên 1 thấy á. Nó lỗ mà làm như cũng lỗ luôn hay sao? Ừ đúng rồi. Để Slam 2 nộp luôn được không? Tại vì đồ 2 tụi nó còn đang dùng để tụi nó enhance đồ lên á, đập đồ lên Slam cây với Sanh Dương á. Ủa tách sao vậy? Thỏ vô ba lô. Vô ba lô. Tách hộp level 3, level 2 nha. Thử nhấn disable coi, nhấn disable coi. Không phải. Ôi trời. Không phải hả? Ra. Giờ là ông đó rồi, ông đó đó. Rồi, cái đầu tiên luôn. Regarding nè. Rồi, xuống cái mob level 2. Nhấp vô. Đó. À, ok. Thiếu cái bịch ráp đúng không? Cái đó kiếm ở đâu vậy? Kiếm miếng giấy. Miếng giấy nó đánh đinh trình đi phăm quái cái thứ là có không? Ủa, phăm quái cũng có hả? Có chứ. Tôi nhớ. Đi Dali nè. Đi Dali Tát với lại đi đinh trình. Đinh trình thì không nói đi nhưng mà có. Thử object cái reward của Daily Task đi. Nó có hộp chứ không có giấy nha. Còn cái giấy như đinh trình mới có sao. Tôi đang nói giấy mà không nói hộp nha. Rồi chắc là mấy cái kia thì có. Giấy tôi nhớ đi Daily có mà ta. Không có, có hộp mà không có giấy đâu. Vì sao mà nhiều quá ta. Đi có mấy lần mà sao đi đinh trình nhiều lắm. Đồ mới nãy bạn còn lấy, bạn đây bạn đi lấy bét nữa mà. Đồ mà làm giấy đinh trình của tôi bây giờ bao nhiêu cái không? Gần 80 cái rồi. Làm bắt được đủ má 4 con bét hồi máu á. Giấy 80 cái hả? Là bao nhiêu giấy thì được một hộp à? Tôi thấy nó phân hủy à, chứ đâu thấy nó trap đâu hả? Cái một hộp. Nhưng mà có nghĩa là vậy nè. Bạn muốn chế một cái hộp một đi thì bạn phải cần một cái hộp. Nếu bạn muốn chế hai cái hộp một á, cần một cái hộp hai với lại một miếng giấy. Ủa, chế hộp một cần hộp hai hả? Đúng rồi. Chế hộp 2 cần hộp 3. Bạn sẽ được 2 hộp 1. Hiểu không? À 2 hộp 1 à. Nguyên liệu là 1. Tù má nó mua cái cục level 2 à, bố. Nói chung là game này cơ chế ok mà, cái gì nó cũng có sẵn hết. Đúng rồi. Đấy, cái chừng anh em đang ngồi Discord mua giùm bạn các bạn. Đúng rồi má, cảm ơn anh em nha. Đúng rồi. Treo mấy vậy? Treo 8.35 hay sao á. Ron đó nha. Đúng rồi đó. Hay á. Ờ nhưng mà cái kia nó tốn tới 5 nguyên liệu nha. Chứ phải 4 á. Cái đúng đá rồi. Nó 5 nguyên liệu nha. Đúng rồi. Thì ý là việc dù lên một xíu nhưng mà ông vẫn lời hơn là chế Slam 3 nhiều á. Là mình chế Slam 3 để mình xài thôi đúng không? Đúng rồi. Không thể bán đúng không? Ê, mà anh em tính thử là mình dùng Slam 3 hay dùng Slam 2 lợi hơn? Hình như trước mắt là 3 sao á. Lợi về cái gì mới được? Nó thêm được 21 điểm luôn. Năng lượng. Nè, Slam 1 á. Đúng rồi, 21 điểm đúng rồi. 4 năng lượng thôi. Đúng không? 6. 4 điểm thôi. 6 điểm. 6 điểm, 6 hoặc 8. 6 điểm. Ừ, cho trung bình là 6 đi.
8, 14, chia 2, 7, 7 đây. Không, không.